Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Hôm nay video mình giới thiệu về cắt gò trên lòng bàn tay. Video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xem gọi là nhìn vào cắt gò trên lòng bàn tay thì biết được người này có khát vọng, có tự tin, cái vận hạn ở làm sao, có may mắn hay không, có khả năng lãnh đạo người khác hay không, rồi có thừa hưởng được gọi là cái vận quý nhân phù trợ hay không. Thì đầu tiên là khuật này, vật gò nguyệt này, người ta gọi hay là gọi gò thế âm. Vị trí này nếu mà nhô cao đầy đặn, sáng sủa thì người này có khát vọng, có quyết tâm. Vị trí này nếu mà thấp hổm thì người này sẽ gọi là thiếu tự tin, gọi là hai tự ti đó, là không có khát vọng. Khu vực này nếu như mà nó rối thì người này hay nhìn đời tối tăm lắm, cuộc đời có nhiều chuyện xảy ra lắm. Và một trong những cái dấu hiệu mà xấu là từ khu vực gò nguyệt có thể âm này có những đường mà chạy vào ha, chạy vào một là nó cắt, ví dụ đi đường này nó chạy vào nó cắt cái đường sinh này đây, tại vì cái đường này người ta gọi là đường phóng túng. Người này có thể là rượu chè hay là việc liên quan tình ái nó không tốt, cho ảnh hưởng đến cái bản thân người này. Và những cái dấu hiệu này thường thường là sẽ dễ gây gặp những cái tai nạn, cái nạn xảy ra, tại vì những cái đường mà nó cắt cái đường sinh mệnh này là nó sẽ xấu nha. Hoặc là cái đường này mà nó cắt cái đường gọi là đường vận mệnh cũng vậy nha. Cái đường này đó, người ta gọi hay là đường di chuyển, tại vì những cái đường mà từ khu vực gọi thế âm đi vào nè, gọi nguyệt đi vào này, người ta gọi là đường di chuyển. Mà tại vì cái đường này nó cắt vào khu vực liên quan đến cái đường sinh mạng nữa thì gọi là phóng túng, mà liên quan đến những người này mà hay rượu chè hay là liên quan tình ái nữa, có chuyện mà nam nữ nữa thì dễ ảnh hưởng đến cuộc sống những người này, ảnh hưởng đến sự nghiệp và thường thường dễ gặp nạn xảy ra. Thứ hai, mọi người để ý cái vật kia này, người ta gọi là vật gò địa này. Những cái đường nào mà từ vật này đi lên, giống dụ như cái đường bằng mệnh này, người thấy không, những ai mà khu vực kia gọi này có đường đi lên phát triển thì người này gọi là rạng làm rạng danh tổ tâm, tổ tiên của mình á, làm rạng danh tổ tiên. Nếu như trên cái vực này mà có nhiều đường rối ở đây thì người này dễ bị bệnh liên quan đến bao tử hay đường ruột phía dưới, hay là liên quan đến bệnh phụ nữ ha. Cái này khu vực này mà nó cao thì sự nghiệp sẽ hanh thông, có nhiều vận tài lộc đến. Vị trí này thấp hổm thì đầu tiên là sức khỏe không tốt, ảnh hưởng sức khỏe. Thứ hai là cái vận khí nó cũng kém. Nói về cái gò của cái địa này, tiếp theo là khu vực gò kim tinh này. Gò kim tinh này thì nó chia ra hai khu vực, một khu vực ở dưới động này người ta gọi là cung cấn, và trên này cung chấn ha. Vực trên này, dưới này thì thể hiện người này về có sức khỏe đó, liên quan đến sức khỏe, sự cường tráng. Thứ hai là việc là có tài tiền bạc của cải nhiều hay không. Vị trí như nhô đầy lên thì tốt, sức khỏe tốt, rồi tiền bạc của cải cũng đầy đặn. Nếu vị trí này thấp hổm hay là nó rối thì thường thường những người này sẽ sức khỏe kém, là thiếu tự tin ha. Rồi nếu cuộc này mà rối thì thường thường hay bị bệnh, nhất là những cái này mà có hình cụ lao thì thường là liên quan đến bao tử, đường ruột. Vị trí trong này xấu. À, vị trí trong này mà có những hình cụ lao thì sức khỏe nó sẽ bị kém đi ha. Trên này thì nó mối quan hệ với gia đình, mối quan hệ gia đình nha. Khu vực này mà đầy đặn thì vợ chồng hạnh phúc, khu vực này đừng có rối. Đầy đặn mà nó thấp hổm thì vợ chồng hay trục trặc, mà trong này những có những cái đường mà nó rối thì vợ chồng có thể có những chuyện cãi vã và vợ chồng nó sẽ rầy rà, không hạnh phúc. Nếu mà khu vực này thường thường người ta nói là từ khu vực cái gò cung cấn, cái cung chấn này có một cái đường đi lên song song với đường sinh mệnh, người ta gọi là đường quý nhân á. Những người này kiếp trước đã có tích âm đức rồi, cho nên là hướng kiếp này có thể gọi là được hưởng được gọi là sự gia hộ gia trợ ở đường quý nhân ha. Tiếp theo là khu vực trên này, khu vực trên này mà nhô đầy lên thì người này có khả năng là điều khiển người khác được, có quyền được. Vị trí này thấp hổm thì không có được, xấu ha.
Tên này mà có nhiều cái đường đi lên thì tốt nè, những cái đường đi lên thẳng thớm, những người người này có luôn luôn suy nghĩ có phương hướng định hướng hay mơ mộng nhiều, suy nghĩ về cái kế hoạch phát triển. Vị trí này mà đã có đường này mà cuộc này nó nhô đài lên thì những người này sẽ thuận lợi trong cái những cái chiến lược, những kế hoạch của mình, bản thân mình. Khu vực này thì nó sẽ thể hiện còn gọi là cái danh dự này nè. Khu vực này nhô đầy lên thì người có danh dự. Khu vực này hay rối, thường thì những người này sẽ không có tiền bạc, thiếu thốn. Khu vực này mà rối quá, khu vực này nè, khu tinh này nè, càng rối thì càng về sau càng bị cô độc, khổ đó. Cái đây là khu vực này đầy đặn, sáng sủa là tốt. Khu vực này mọi người để ý, nếu như mà khu vực này nó liên quan đến khả năng giao tiếp càng cao mà nó vực này gọi nè, nó nhô qua cuộc chiến ngón áp út này, càng nhô qua thì người này có tài lắm, tài năng, làm được nhiều việc, có khả năng giao tiếp tốt. Vị trí này mà nó nhô đài lên thì cực kỳ người ta này là có khả năng gọi là gọi ngồi giao, rồi gọi là khả năng ứng biến rất là tuyệt vời. Vị trí này mà có những cái đường tài lộc tiền bạc đến thì tiền cái vận khí về tài lộc có đến nhiều lắm, tiền bạc đến. Vị trí này mà thường thường mà nếu mà nó thấp hỏm hoặc là nó tối đen, nó xấu á, thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến những người phụ nữ ở trong gia đình, người mẹ hay là em gái gì đó ha. Nếu mà có vợ chồng rồi thì người vợ hoặc là người con gái ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì cái cung này là liên quan đến người mẹ, người phụ nữ ha. Cung dưới này thì nó là liên quan đến người cha. Ví dụ dưới này mà có những cái đường mà nó xấu với vị trí dưới này nè, thì những người mà có dấu hiệu này thì thường gọi là khắc cha. Anh nào mà có vị trí dưới này mà có hình chữ thập hay gì thì hay là rối loạn với của cung càng này nè, thì người này khắc cha, làm ăn với cha không được đâu, hoặc là ở nhà với cha hay bị khắc khẩu lắm, không có thuận. Vị trí này mà nếu cao lên thì tốt nè, những người này cố gắng cao, hồng hào, sáng đẹp, người cố gắng cái vận người ta cũng gọi là xinh, làm việc gì không nặng bước. Vị trí này thấp hổm làm cho khu vực này nó thấp xuống, thì những người ta nói là cái bờ khu vực này người ta gọi là khu vực chữ tiền này, thì thấp hổm xuống thì người này không có cố gắng làm việc gì, không đến nơi đến chốn được. Mà khu vực này rối nữa thì chỉ cần mà nó khu vực này nó xấu là thấp hổm thôi, đã là tiền bạc nó không đến được rồi, không giữ được tiền nè, vì anh không cố gắng thì không có làm việc gì đến nơi đến chốn thì không tiền bạc đến được. Thường thì vị trí này nó thấp hổm thì vị trí này cũng hay thấp hổm thêm nha. Cái bờ này mà thấp xuống thì tiền nó chảy ra, bờ này cao lên thì anh này gọi là bờ này cao, ví dụ như cái vực này nó cao lên thì anh này sáng suốt, có khát vọng, có tham vọng, có cố gắng thì tiền nó giữ được. Còn những vị trí này mà thấp hổm xuống thì anh này rang rối rang công việc, cuộc đời nó có nhiều chuyện để chi phối, khiến những người này không có làm được tập trung làm việc gì hết, nhìn cuộc đời nó tối tăm, không biết trối rừng rồi, không biết đường nào mà gỡ trên thì nó sẽ xấu. Và vị trí như này không cố gắng nữa thì tiền nó bị trôi ra. Quan trọng nhất là vực bình nguyên hóa tinh này nè, bình nguyên hóa tinh này nếu như nó rõ ràng có nhiều đường hướng thượng là hướng lên á, hướng lên thì cuộc đời những người này gọi là đang chiều hướng phát triển. Những cái đường mà nó hướng ngang lên các khu vực bình nguyên hóa tinh này thì người này cuộc đời có rất là nhiều chuyện mà khiến những người này rất là rối ren. Và chuyện xấu thì những đường ngang thì đường là gọi đường cản trở đó, cuộc đời sẽ gặp nhiều cái chuyện gian truân khổ cực sẽ đến. Nhưng vị trí này mà càng rõ ràng càng sáng thì những người này giống như là cuộc đời sẽ gọi hanh thông, vận sẽ tốt. Đây là dấu hiệu liên quan các gò hay là bàn tay. Nếu người thứ hai và hữu ích thì xin cho mình một like và đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.